Ra là lấy vào hộp sữa, vậy ta. Rồi bữa nay mình làm món mới nha, làm món mới mình ăn chiều thử coi có hợp lý không nha. Làm Milo đá xay đi, Milo đá xay trân châu nha. Rồi Vita lấy hộp Milo cho ba. Rồi đem đây ba. Đúng rồi, Dạ, đưa qua, đổ nha. Để nó làm chứ. Đó, ly này. Bỏ đá vào nha. Rồi, bỏ bột cà cao vô nha. Ra là lấy vào hộp sữa, vậy ta. Hộp sữa. Đúng rồi, lấy ba. Rồi, từ từ. Chưa được đâu. Chưa được. Đánh diễn lên nha. Đây. Đổ trân châu vào nha. Rồi, mình sẽ đổ trân châu lên trên nha. Trân châu này. Trân châu đường đen này. Chưa xong, sẽ đợi tầm 1 phút xong mình đúng nha. Rồi im. Rồi từ từ suka hà lấy cho ba cái ly coi em đi ta.
À, để đây cho hai em nha. Ly, còn lấy cái ly nữa. À, đây bác. Chào. Sang cho hai em nha. Đây của Pita này, Pita hút này, Pita cắm hút hút vô Pita hút đi. Rồi. Rồi, đút cho Suka nha. Em ăn này. Em ăn. Nó cứ đang trên châu đúng không? Trên châu. Trên châu đúng không? Em mà thích ăn trên châu này, trên này, trên châu. Rồi, em ăn. Vida, vida, vida.